lý Phật giáo hòa Vậy trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hòa. Kính thưa quý vị trong ban tế tự, trong ban quản lý Đình thần Tân An, Đình thần xã Vĩnh Hòa. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của thị xã Tân Châu đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị là Mạnh Thường Quân, kính thưa quý vị chân tu tâm đạo cùng toàn thể quý đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay à, được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương, chúng tôi cũng trở về quê hương của mình, nơi làng Tân Châu để làm nhiệm vụ của mình. Vậy để nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị đồng đạo. À, thân kính. Như chúng ta đã biết, à, khi sinh ra cõi đời này, thì mỗi con người, mỗi đồng đạo chúng ta phải chịu biết bao nhiêu điều khổ sở, mà Đức thầy đã dạy là cảnh thế gian, giường thể trốn ao tù, trong biển khổ, mấy ai mà thoát đặng? Thế thì hôm nay tại sao chúng ta lại rơi vào các cái điều khổ, để rồi thọ nhận, để rồi phải uh, chịu đựng chẳng những thế mà còn phải luân chuyển báo đền xuống xuống lên lên trong sáu nẻo sanh tử luân hồi mai thai hôm nay được đức phật đức thầy ra đời mở đạo chỉ cho chúng ta biết rằng sở dĩ có nỗi khổ là do sát thân mà ra đức thầy dạy sát thân là cái rong cùm nếu làm chẳng chọn thú hùm sẽ thay thì khi hôm nay đã có mang cái thân người sống ở trong cõi ta bà thống khổ này đó cũng là một trong các cái nguyên nhân chính để dẫn đến cái quả khổ cho nên lão tử thì ngài cũng đã dạy rất rõ ta có cái hoạn nạn lớn là gì ta có thân nếu không có thân này thì hoạn nạn làm sao đến với ta được tức là ngô hữu đại hoạn dị ngô hữu thân nhược ngô vô thân hà hoạn chi hữu và hơn thế nữa để thoát khỏi cái con đường đó thì ngài cũng dạy mỗi con người À, cần phải à, sống theo một cái khuôn khổ phép tắc đạo đức, tức là phải điều ngự điều chỉnh cái thân tâm à, cho được à, hoàn toàn tốt đẹp thì mới quả chân thoát khỏi con đường khổ. Cho nên à, cái triết lý cái à, của khổng tử khi ra đời mở đạo thì chúng ta thấy rằng đối với triết lý gọi là tu tề trị bình, thì à, triết lý này cũng bắt đầu từ ở cái chỗ tu thân để đạt ở chỗ bình thiên hạ có nghĩa rằng muốn dục bình thiên hạ thì phải tiên trị kỳ quốc. Muốn dục trị kỳ quốc thì phải tiên tài kỳ gia. Muốn tiên tài kỳ gia thì phải tiên tu kỳ thân. À, cho nên cái thuyết uh, tu thân trời qua tề gia trị quốc bình thiên hạ là một yếu tố uh, không thể thiếu để đưa con người đến chỗ tốt đẹp. Thế thì hôm nay uh, Đức thầy chúng ta ra đời ngày cũng đã dạy là Phật tiên thánh lòng nhân hà hải. Những ước ao thế giới ra hòa bình nên ra đời truyền bá sử kinh uh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Vậy thì sửa mình thế thế nào để được trong sạch? thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề tức là nhận diện các cái tội lỗi do sắc thân gây ra, để rồi chúng ta tìm cái cách giải trừ, đó gọi là thân nghiệp. Như vậy thì trong sấm thi đức thầy về cái phần thân nghiệp cũng như tam nghiệp thì đức thầy viết hai lần. Một lần thì thầy viết trong quyển phiến thiện vào năm Tân Tỵ 1941 theo cái lối thơ gọi là Thất Ngôn Trường Thiên ở cái khoảng giữa. Rồi lần thứ hai Đức Thầy viết ở tại Sài Gòn trong cái quyển quyển thứ sáu tức là cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo. À, thì quyển này Thầy viết bằng văn tản để nhắc nhở tất cả chúng ta đây là con đường tu hành chân chính. Vậy thì khi viết quyển sáu thì sau khi lời mở đầu đi vào cái nội tâm của quyển này thì Thầy viết về luận về hạng xuất gia rồi hạng tại gia và sau đó thì thầy khẳng định là bàn xét như trên thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học phật tu nhân vậy thì đây là cái tông của đạo phật giáo và hảo chúng ta đó là tại gia cư sĩ và đây là một cái giáo thuyết học phật tu nhân vậy thì cái nền tảng của giáo thuyết học phật tu nhân thì không ngoài nhân đạo mà trong đó gồm có tứ ân mà đầu tiên nhất muốn nói là ở chỗ chánh tam nghiệp chừa thập ác như đức thầy đã dạy Vậy thì ở cái phần đầu luận về tam nghiệp chúng ta đã nghe Đức Thầy đã giải rất rõ. Con người mới sanh ra ở đời. Tức là sanh ra ở đời con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu với sự chi phối của định lực thiên nhiên. Định lực ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo con người kêu bằng đạo nhân và nó là một con đường đi trúng thì sống bước trật thất chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ dạng tứ ân. Nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác cũng như muốn làm giàu hãy đáng tránh đừng cho thiếu nợ vậy thì đức thầy đã khái nét cho chúng ta biết rằng ở mỗi con người chúng ta trong cõi đời này sinh ra thì ai cũng có cái đạo thì xin thưa quý vị cái đạo ở đây không phải là tín ngưỡng tôn giáo mà đây là đạo đức làm người nhân phẩm làm người của mỗi con người và đức thầy mới hoạch định cái đạo này là đạo nhân đạo làm người và ngài đưa ra hai con đường đi trúng thì sống bước trật tắt chết vậy thì nếu như người nào làm tròn nhân đạo thực hiện đúng theo con đường đạo nhân thì người này coi như là sống sống ở đây không phải là sống đến một hai trăm tuổi mà sống ở đây nghĩa là chúng ta sống với danh thơm tiếng tốt sống mãi trong lòng mọi người giàu chúng ta có thác đi nhưng mà danh thơm tiếng tốt chúng ta vẫn còn là phải nói âm gian lại đến đời thế hệ sau như những người đã quá giảng rồi mà những người tròn trúng với đất nước những con người nhân đạo à, trọn vẹn thì được người sao nhắc nhở đúng cái câu là sát ti mất hồn thiên chẳng mất và hơn thế nữa, sống ở đây thì khi một người làm tròn nhân đạo Thì người này có cái cơ hội để phát triển cao hơn trên cái con đường Phật đạo Còn nếu như nhân đạo mà chúng ta làm không xong Thì xin thưa rằng Phật đạo chúng ta cũng rất là khó Đi đến cái chỗ phải nói rõ là giải thoát thì được, à, kính thưa đồng đạo Và bước trật tất chết Trật có nghĩa là sống trong xã hội này mà con người không lo tròn cái nhân đạo Đạo đức làm người không có nữa Thì xin thưa rằng đó là bước trật Vậy thì chết ở đây không phải là nhắm mắt tắt thở mới chết chết đây có nghĩa là chúng ta chết đến nhân phẩm con người sống ở trên cõi đời này mà khi nhắc đến tên mình thì gần như xã hội người ta phỉ nhổ ta coi mình như đã chết rồi chết ở danh tiếng chết ở danh thôn tiếng tốt thì đó gọi là chết và đức thầy mới khẳng định thêm muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân vậy thì tứ đại trọng ân là cái thềm thang căn bản trong cái con đường đạo nhân của triết học giáo pháp học phật tu nhân của đạo phật giáo hòa hảo và đặc biệt một điều thì đức thầy khẳng định thêm nhưng trước hết tức là điều này làm trước trước tư ăn, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp chừa thập ác và hành thập thiện cũng như muốn làm giàu phải ráng tránh đừng cho thiếu nợ như vậy thì nếu nói góc độ nào đó là người tại gia cư sĩ chúng ta cái giáo pháp học Phật tu nhân mà Đức Thầy dạy thì trước tiên nhất trong đời tu sau khi chúng ta tìm hiểu xong thì quý vị phải cố gắng thực hiện cho được về tam nghiệp tức là tránh tam nghiệp chừa thập ác một con người mà có tránh tam nghiệp chừa thập ác thì con người này gần như là không có nợ không có thiếu nợ bởi vì nợ nần đều do 10 điều ác sinh ra Đều do cái nghiệp nợ sinh ra Mà nếu như chúng ta chưa có hoàn thành được 10 cái điều ác này Mình vẫn còn phạm trong tam nghiệp Thì cái việc hành trả tứ ân chúng ta không đạt kết quả à, Giống như mình là cái người nợ lúc đầu Mà chúng ta làm điều gì để chăng nữa Thì xin thưa không có kết quả Trong con đường làm ăn của mình Thì tu hành cũng vậy Kính thưa đồng đạo Vậy thì Đức Thầy mới dạy thêm là mỗi người đều có ba nghiệp chướng kể ra dưới đây Thân nghiệp, tội lỗi do sát thân gây nên À, khẩu nghiệp tội lỗi và miệng lưỡi gây nên ý nghiệp tội lỗi ý tưởng gây nên và ba cái nghiệp chướng ấy khiến con người phạm 10 điều ác sát sanh đạo tặc tà dâm lưỡng thiệt ủy ngôn ác khẩu vọng ngữ tham lam sân nộ mê si thì theo tôi nghĩ rằng trong cuộc đời tu của tất cả đồng đạo chúng ta 10 điều ác là cái điều căn bản nhất mà chúng ta phải thực hiện trước trong đời tu của mình bởi vì cái tai hại 10 điều ác thì chúng ta thấy rất rõ rồi nói chung là không thể nào mà lường được những cái điều mà do nó tạo ra để gây tạo cái ác nghiệp và hơn thế nữa hôm nay chúng ta là người tu mà mình còn phạm vào điều này thì cái con đường đến chỗ giải thoát con đường về có phật à, kể như chúng ta khó cho nên hảo nào trong bài lời khuyên bổn đạo thầy mới ân cần nhắc nhở chúng ta một lần nữa đó là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi phật thì kính thưa đồng đạo như vậy thì ở cái diễn đàn này thì hôm nay chúng tôi chỉ trình bày qua ba cái điều ác còn gọi là thân nghiệp, tức là nghiệp do hành động sát thân gây ra. Và sắp tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tranh thủ ở các cái diễn đàn khác sẽ chia sẻ thêm các cái nghiệp do miệng lưỡi gây nên cũng như do ý tưởng gây nên để chúng ta có một cái cách nhìn theo lời đất thầy để mình hoàn thành cái vấn đề tránh tam nghiệp để lần bước trên con đường giải thoát và chúng ta hoàn thành nhân đạo. Thì giờ đây chúng tôi xin đi vào từng tự trình bày theo phần chánh văn của Đức Thầy trong quyển 6 và cũng như quyển phiến thiện để chúng ta tìm hiểu và quan trọng đưa ra cái phương pháp giải trừ theo là Đức Thầy đã dạy kính thưa đồng đạo. Như vậy thì thân nghiệp tức là tội lỗi do sát thân gây ra, tức là nghiệp do hành động tạo tác tạo nên ở mỗi con người chúng ta. Thì cái tội lỗi này nó có gọi là thiên hình dạng trạng. Tuy nhiên Đức Phật và Đức Thầy cô động lại tuy nhiều nhưng mà gồm chung lại thì chỉ có ba cái điều thôi đó là sát sanh đạo tặc tà dâm à, thì hành động chúng ta tạo rất nhiều tội à, tuy nhiên đức phật và đức thầy gom lại ba điều này để cho chúng ta dễ hiểu dễ nhớ mà thực hành th thực hành theo và đặc biệt thì ba điều này nó cũng rơi vào ba à, trong năm cái giới tức là ngũ giới của cái hạng tại gia cư sĩ mà ngày xưa đức phật à, khi à, dạy môn nhân đệ tử thì những hạng tại gia cư sĩ theo thọ ngũ giới đó là bắt sát sanh, bắt đạo tặc, bắt tà dâm, bắt giọng ngữ và bắt ẩm tủ. do đó thì ba vấn đề này thì nó, nó nó, nó nó rơi vào trong trong ngũ giới rồi cái thưa đồng đạo. Như vậy thì sát sanh là gì? Sát sanh là sát giết mạng sống của loài hữu tình, trong đó có loài người và loài vật. Như vậy thì cái nguồn gốc sát sanh nó có từ đâu? Cái hành trạng nó như thế nào? Thì chúng ta hãy lắng lòng nghe Đức Thầy dạy con người mới sanh ra ở đời đều có tánh hiền lành cả Xong vì đến lúc lớn khôn phải sống chung trải thế giới người hung tàn bạo ngược tánh hết liền ô nhiễm những sự xấu xa hàng kém loài người giết nhau vì sắc đẹp vì lợi danh vì quyền thế vì thù hiềm vì háo thắng nghĩa là họ giết nhau vì sự ích lợi của một người của một nhóm người của một đẳng cấp xã hội họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả Tại trào nội sự mà coi mà vua tôi, vua coi về tôi như cỏ rác, bày tôi sánh vua như thể địch thù. Ngoài lê thứ thì con giết mẹ cha, tớ hại chủ, trò giết thầy, chồng vợ cùng nhau sâu xé. Dân dân, thì chúng ta thấy Đức Thầy dạy cái hành trạng quá rõ ràng. Như vậy thì xác định lại nguyên nhân tại sao chúng ta phạm vào sát sanh. Thì cái nguyên nhân chính là do sống chung chạ dạ với thế giới người là phải nói là hung dữ. Tức là do sự đấm nhiễm khi chúng ta sanh ra cõi đời này khi chúng ta có xác thật vậy thì vốn dĩ con người chúng ta mới sanh ra ai cũng hiền hết giống như chúng ta nhìn mấy đứa bé mới sinh ra rất là ngây thơ đúng như câu là người mới sanh tánh thiện trời dành nhưng vì lớn khôn vì cái sự nuông chiều tập nhiễm trong cái xã hội à, tâm tối à, khổ não này cho nên lúc bây giờ con người chúng ta mới sinh ra độc ác mới có vấn đề sát sanh thì cái hành trạng sát sanh thì không ngoài cái, cái 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 cái, trong cái vấn đề xã hội và cái nguyên nhân chính cũng không ngoài vì danh lợi vì sắc đẹp vì quyền thế vì thù hiền thôi háo thắng là thầy đã dạy thì rất rõ và bên cạnh đó thì trong phiến thiện thầy cũng dạy thêm chúng ta biết thêm ác thứ bảy sát nhân gây quả tánh hung hăng đâm chém chặt bầm chất chứa điều hung dữ trong tâm chờ đắc thế ra tay hạ sát giết đến đây động lòng rào rạc gẫm nhiều người bội bạc thăm ân nào kể chi là đã quân thần tôi giết chúa con đành sát phụ lúc nguy cơ tớ mong hại chủ trò giết thầy ấy đáng không thêm chồng giết vợ vợ giết chồng niềm huynh đệ cùng nhau cấu xé cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục giết nhau tranh lợi danh giết lẫn đồng bào tình nhân loại phân chia yểm bách giết sanh vật đầy lòng kiêu cách tưởng rằng mình như thế là ngoan khuyên bá gia bá tánh việt đàn chớ sát hại mạng người như thế vậy thì qua đó chúng ta thấy đức thầy tô đậm thêm những cái nét đậm trong cái hành trạng quá sát sanh như thế như vậy thì trong cái phần này chúng ta thấy rõ rõ là đức thầy nó có hai ý ý thứ nhất chúng ta sát giết giữa con người và con người với nhau ý thứ hai sát giết giữa con người với tất cả các loài vật như vậy thì à, nổi nét nhất giữa con người với nhau là trong những cái cuộc chiến tranh, à, trong những cái lúc sâu xé với nhau, giành cái quyền lực, giành à, cái nhan sắc, vân dân mà chúng ta thấy lịch sử loài người cũng đã ghi dấu lại biết bao nhiêu cái cuộc thảm sát, chiến tranh à, trong cái quả địa cầu này. Phải nói rõ là biết bao nhiêu mạng người phải hy sinh quan ổn thì nó không hết. Thì bên cạnh đó thì cũng có những cái vụ mâu thuẫn sâu xé với nhau, dù rằng không giết người nhiều như chiến tranh À, tuy nhiên thì cũng hàng ngày cũng xảy ra trong cuộc sống xã hội giữa con người con người với nhau cho nên hôm nay đối với nhà tu thì chúng ta không có cái sự mâu thuẫn à, cái sự sâu xé với nhau trong vấn đề gia chạm với nhau trong vấn đề giữa con người và người đến cái sự chết chóc thì đó là cái điều đại kỵ bởi vì hôm nay theo định luật nhân quả thì nếu như chúng ta giết một mạng thì đương nhiên à, chúng ta phải, phải đền một mạng thì đây là không bao giờ sai trại được và hơn thế nữa thì trong cái cuộc sống loài người nó cũng có những cái mà chúng ta thấy rõ là mình mình không đôi khi chúng ta không cố ý. Hoặc là chúng ta vô tình, hoặc giả là chúng ta không tự tay mình giết người đó mà người đó chết vì mình ở một nguyên nhân khác. Ở đây thí dụ chúng tôi đưa ra một số vấn đề để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Thí dụ hàng ngày nhan nhãn cho nước Việt Nam chúng ta những cái tai nạn giao thông xảy ra thì cái người chủ phương tiện tài xế phương tiện cái người lái xe thì không có ý là muốn giết người không ý muốn có ý muốn giết người nhưng mà vì lái xe quá tốc độ lái xe vì rượu bia lạng lách chạy ẩu cẩu thả cho nên thì gây cái sự tương tốc cho xã hội rồi ảnh hưởng đến những cái người vô tội khác phải chịu chung với chúng ta trong cái cẩu thả cái mà không đủ điều kiện của chúng ta cái phải nói rõ là gần như là chúng ta không có làm chủ được mình thì những cái đó đều phạm giả ác sát sạch. Rồi bên cạnh đó cũng có những người họ thông minh, họ dùng những cái mánh phé gian hùng, họ dùng dùng những cái lời nói khích tướng, hoặc là họ không trực tiếp sát hại mà họ sát hại người thân của người đó. thí dụ như hại vợ làm cho chồng đau buồn rồi tự dẫn chết, hại chồng làm cho vợ đau buồn rồi vợ tự dẫn chết, hại con cái làm cho vợ chồng người ta, làm cho cha mẹ người ta buồn khổ rồi lâu ngày sanh bệnh rồi dẫn đến cái tử phong vân vân thì những cái thảm trạng đó thì chúng ta thấy rõ là điều gọi là sát sanh sát giết mà sống con người hoặc trực tiếp hoặc cố ý hoặc vô tình hoặc là gián tiếp nó không hết vì vậy cho nên chúng ta hãy nghe là đức thầy dạy nếu thiệt người thì biết thương người tất cả con người ai cũng có cái chủng tử phật và đặc biệt thì cái cái chủng tử này nó gần thành phật rồi khi chúng ta được cái thân người cho nên mình cũng phải quý trọng lẫn nhau để cùng nhau tiến vào cái đại đồng nhân loại à, tiến vào cái 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 kiếp đây sinh chúng ta thoát khỏi cái nẻo sanh tử luân hồi thì đó là người với người thì trong cái hiện trạng này thì tôi cũng xét nghĩ rằng chắc có thể là chúng ta ít có phạm quý vị tuy nhiên cái mà chúng ta chúng ta phạm nhất về cái ác sát sanh này trong cái đời sống thường nhật của mình thì đó là giữa con người đối với thú cầm sanh vật thì đức thầy lại dạy thêm đối với thú cầm sinh vật họ còn tàn nhẫn gấp mấy nữa tức là họ bắt thu vật để làm miếng ăn họ bắt thu vật họ giết thu vật vì vì món ăn giết thu vật vì dị đoan mê tín và sát hại sanh vật vì vui thích thì đây đây là ba cái yếu tố chính mà con người thường phạm vào cái vấn đề giết vật như vậy thì thứ nhất thứ nhất con người chúng ta giết vật là gì là vì miếng ăn vì phái khẩu mà đức thầy cho biết rằng người ta dựa vào lý vật dưỡng nhân thú vật sanh ra để nuôi dưỡng con người cho nên là giết chúng một cách quá đáng Vậy thì cái uh, triết lý mà nói vật diễn nhân uh, thú vật sanh ra nuôi con người thì Đức Thầy không chấp nhận. Ở đây là một cái uh, gọi là một cái uh, triết lý suông uh, của người đời. Người ta lạm dụng sanh mạng các loài thú cầm sanh vật cho nên người ta mới đưa cái triết lý đó ô vật dưỡng nhân uh, ông trời sanh ra con vật nuôi con người người ta không có một cái tâm từ bi người ta sẵn sàng ra tay để sát giết thì vấn đề này không chấp nhận được đối với Phật giáo nhất là Phật giáo hóa Học chúng ta. Như vậy thì nếu như cái cách giải trừ của cái phần thứ nhất này thì nếu nếu như đồng đạo nào mà còn ăn chay kỳ, tức là chưa dứt tiệc được cái vấn đề sát sanh thì chúng ta cũng phải tức là phải tiết chế. Chết tiết chế cách ăn, thay vì ăn nhiều con, giết nhiều con, tức là giết nợ mạng nhiều thì chúng ta ăn ít một chút, giết một chút mà đức thầy đã dạy là phải dùng chúng vừa đủ trong các món nhu cầu thực phẩm cần thiết của mình thôi, không nên quan phí hy sinh chúng. Thí dụ hàng ngày làm đồ ăn ăn thì một bữa cơm vậy, một buổi ăn vậy gia đình chúng ta ăn một hai con cá là đủ rồi. Đừng có gì mình thấy mình có tiền, thấy cá ngon mua năm bảy con về chúng ta chiên xào nấu nướng vậy đó, ăn được có một phần. Còn các cái phần khác thì chúng ta lại đổ bỏ. gọi là thức ăn thừa khiếp nổi nếm quăng đó thì như vậy thì chúng ta phạm tội. Cái tội là ăn không hết. Rồi cái tội là sát giết rồi lại lại chúng ta đi đem đổ đi và còn thêm là cái tội là tốn tiền không có cần kiệm cho nó không hết và hơn thế nữa thì chúng ta cũng nên ăn những con vật nào mà nó tức là nó, nó ít con một chút mà để chúng ta giảm bớt cái tội như chúng tôi vừa nói và đồng thời hơn nữa nếu đi sâu vào vấn đề thì đặc biệt thì chúng ta để giải trừ được ác sát sanh này thì theo tôi nghĩ đó theo quan điểm cá nhân đó thì tất cả chúng ta đang chai vẫn biết rằng đức thầy dạy là chai bút bưởi là quy tắc thì đây là dành cho hạng sơ cơ hạng mới bước vào đạo còn nếu như mà chúng ta đi đi vào con lộ trình, con đường lộ trình về có Phật này lâu rồi thì đồng đạo phải lưu ý rằng cái câu giảng mà chai bốn bữa ấy là quy tắc thầy viết có một lần. Cái quy tắc thầy giải có một lần. Rồi lại thầy bên cạnh đó thầy lại dạy chúng ta thêm đó là tương dưa với phẳng cho trò tròn. Rồi tương với muối cháo cháo rau đạm bạc. Rồi tiên nghèo dùng để cháo rau hay hoặc là phận tu hành đạm bạc rau tương thì đức thầy giải rất là nhiều câu trong vấn đề này thì đã các vấn đề đó là chúng ta cũng phải nhận định đúng Hiểu đúng là Đức Thầy ý muốn Chúng ta hàm dưỡng cái tinh thần Từ bi bác ái Ở trong mỗi con người chúng ta Bằng cách là chúng ta ăn chay Không có làm sát cái mạng sống của loài hữu tình thì Như vậy chúng ta mới trừ dứt được Cái phần ác sát sanh Trong cái yếu tố thứ nhất là vì miếng ăn Tức là chúng ta không còn vì miếng ăn mà giết chúng rồi cái thứ hai là vì mê tín dị đoan tức là chúng ta thấy rằng xã hội cũng có một số người rất là mê tín khi mà gia đình có một cái sự tan tóc nào đó đau ốm bệnh hoạn nào đó rồi đến các ông thầy các cái bà cô để coi bói rồi cuối cùng bị phán rằng là bệnh này do là là ông bà quở do người này bắt người kia bắt rồi buộc phải về sát hại các sinh vật để cúng ký một cách lễ mở thì điều này đức thầy không chấp nhận bởi vì biết giết giặc đặng mà cúng tế gẫm thánh thần đâu có tư riêng rủi ốm đau bỏ tải căng tiền hoặc hiển kiếp làm điều bảo ác phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang khẳng phái phật trời nguyện sửa lòng ác phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xã đấng thần minh công bình trực dạ đâu ăn lo đổi quả làm mai mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quả phước thấy cơ báo ứng thì đức thầy dạy quá rõ rồi vì vậy cho nên những cái trường hợp này xảy ra trong xã hội thì chúng ta không gì mê tính dị đoan chúng ta nên nhớ giống như ở điều trang cấm thứ sáu mà thầy dạy đó thứ năm mà thầy dạy đó thì những cái người ăn đồ cúng kiến là tha thân nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ giữ hại ta và hơn thế nữa ở đây đức thầy dạy rất rõ rồi hôm nay chúng ta lỡ có bệnh hoạn đau ốm gặp tai nạn rủi ro thì đây là nghiệp trong khi chúng ta bị nghiệp mình mới bệnh hoạn đau ốm vậy mà đằng này chúng ta không lo niệm phật không thuốc thang không khẩn, khẩn giới phật trời chúng ta lại sát hại sanh vật để cúng tới nữa vậy thì cái nợ cũ chúng ta trả chưa xong à, trong khi đó thì mình đã à, cố ý đã gây thêm một cái nợ mới nữa thì cứ vậy gọi là nghiệp chồng nghiệp nợ chồng nợ thì chúng ta khó thoát luân hồi khó thoát cái ngày trả quả kính thưa đồng đạo như vậy thì ở đoạn khác trong quyển 3 thầy cũng dạy đó thầy cũng cảnh tính người đời trong những ngày thầy ra đời mã đạo đó tức là đem con heo sống mà dưng làm gì chủ gia cả lại người quỳ làm chuyện dị kỳ giả dối hay không nếu không thì nói rằng không bằng mà có dối thì hồng sửa đi thì đức thầy giải rất rõ cho đó thì trong trở lại trong cái vấn đề dị đoan mê tín vấn đề mà giết giật để cúng tế thì người tín đồ đạo phật giáo hảo không có lý do gì mà chúng ta sát hại sinh vật để cúng tế bởi vì đó là điều mê tín đó là điều chúng ta phạm vào sát sanh, đó là chúng ta điều chúng ta phạm vào lực và hơn thế nữa thì chúng tôi, tôi nói thêm ngoài cái việc cúng thần cúng thánh thì chúng ta không bàn đi bởi vì vấn đề đó có thể chúng ta hiểu mình tránh rồi bên cạnh đó hiện nay cũng có một số đồng đạo chúng ta Một số vị thì trong những cái ngày lễ dỗ, ngày đơm quải đó Thì cúng chai theo lời Đức Thầy Thì cũng có một số vị trong các ngày này lại cúng mặn Trong các ngày kỷ niệm đó lại cúng mặn Vậy thì khi mà cúng mặn thì đã sát giết rồi bởi vì nhiều khi rồi lại có những cái lý do đưa ra rằng là tại vì mình ngoại giao rộng quá, bè bạn rộng quá, sớm chồm cũng quen biết cũng thân mật nhiều quá mà những người này thì họ không chịu đồ chai cho nên sợ mất lòng thiên hạ mất lòng bè bạn mất lòng đối tác làm ăn cho nên có người thì làm đồ mạng đăng đăng để đê, đê để cúng xong rồi cho anh em dùng để tạo cái sự thân thiện như vậy thì chúng ta thấy cũng nghịch lý rồi nhiều khi mình sợ mất lòng với người đối tác làm ăn mất lòng với anh em chồm sớm mà lại chúng ta không sợ mất lòng với phật mất lòng với thầy kính thưa đồng đạo Vậy thì vô tình chúng ta sát giết các sinh vật để cúng Cái tội ai chịu Thì xin thưa rằng theo cái hiểu của tôi đó Cái tội đó thì ông bà chúng ta chịu nhiều hơn mình đó. Bởi vì tại hôm nay là dỗ của cha mình Của nội mình Mình mới sát giết nè Vì vậy trên cái tội đó thì có thể chúng ta thấy rõ rằng là Ông bà của mình là chịu trong đó là khoảng 80% Còn là 20% là chúng ta Chúng ta sát giết Cho nên nếu mà rơi trường hợp đó Thì tôi mong rằng đồng đạo chúng ta suy nghĩ cho kỹ Theo lời thầy dạy tức là cha mẹ qua đời thủ lễ trai trong sạch nghĩa nhân vậy mới đáng hồn linh siêu thoát nhẹ câu bay thì muốn cho cha mẹ chúng ta không có gánh thêm nghiệp nợ nữa đã vì chúng ta mang quá nhiều nợ rồi giờ này chết rồi đã giải thoát rồi mà lại chúng ta tự tạo thêm món nợ nữa tạo thêm nghiệp sát nữa cho cha mẹ chúng ta gánh giác thêm nợ nữa để rồi bị luân chuyển báo luân chuyển báo đền đời đời kiếp kiếp khổ sở biết chừng nào à, cho nên là chúng tôi cũng xin nói rộng một chút để cho quý vị chúng ta hiểu thêm trong vấn đề cúng chúng ta không sát sanh à, kính thưa đồng đạo và cái thứ ba nữa theo là đức thầy dạy về đối với các loại vật này thì đức thầy <laughs> lại cho chúng ta biết thêm đó à, tức là kẻ bắn kim đang bay trên trời người chặt cá đang lội dưới nước họ bắt thú vật làm tấm bia cho họ nhắm ở trong những khi cao hứng như vậy thì qua cái thứ ba này tức là tức là giết vật vì vui thích mà thầy đã diễn rất rõ rồi như vậy thì ngoài việc ăn uống ra ngoài cái gì cúng kiến ra thì đức thầy cũng không chấp nhận cho chúng ta vì một cái vấn đề vui thích mà chúng ta phải giết hại sinh vật. Thí dụ bây giờ tôi giả sử như chúng ta nuôi gà, mình nuôi gà không có giết nó, à, tức là chúng ta nuôi nó không có giết nó nhưng mà bắt nó đá cho chúng ta coi, rồi lại tra cái cửa sắt vào đá xong hai con chém nhau chết, thì rõ ràng cái nghiệp sát đó chúng ta, chính chúng ta tạo mà mình không trực tiếp giết nó, dù là nó với nó giết với nhau, nhưng cái tội đó thì mình chịu. À, đúng không đúng đạo, tội đó mình chịu, nó không hết hoặc là chúng ta nuôi cá ly thia, mình cũng không trực tiếp giết nó nuôi nó để làm các cảnh để uh, là 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 xem chiêm ngưỡng nhưng mà chúng ta lại bắt nó đá với nhau con này đá con kia cắn môi cắn mỏ rồi tưa lông, tưa giải rồi cuối cùng chết thì cái chết chúng ta cũng chịu thì đó là cái sự vui thích đức thầy không cho chúng ta uh, bất cứ một cái việc sát giết nào dầu nhỏ hay lớn thì xin thưa rằng chúng ta vẫn phải mang nghiệp sát uh, thì đó là ba cái yếu tố chính tuy nhiên hôm nay chúng ta bàn thêm cái yếu tố phụ trong đề sát giết đôi khi không vì miếng ăn tức là không trực tiếp vì miếng ăn cũng không vì dị đoan mê tính cũng không vì vui thích mà chúng ta đôi khi vẫn phạm vào sát giết ở đây chúng tôi nói thêm yếu tố phụ mà nhiều đồng đạo rất là băng phân thì đó là chúng ta giết các cái sinh vật các con sâu con mò con ốc bu vàng dân dân trong quá trình mà chúng ta nhà nông chúng ta cũng như là những người làm rẫy làm dưa làm rau cải chẳng hạn thì đều phải có phun xịt thì như vậy thì có thể là rơi vào nghiệp sát hay không thì à, kính thưa quý vị thì ní nói cho cùng mà sát giết cái này nó cũng vì miếng ăn vì miếng ăn chúng ta mới trồng lúa muốn có lúa có gạo có lúa trúng chúng ta phải giết sâu giết mò không giết sâu giết mò thì không có gạo có lúa ăn phải không cũng vì miếng ăn mà ra thôi như vậy thì ở đây đức thầy mới dạy thêm đó à, thế nên ta hãy dung dưỡng cho chúng đối với các gia súc trâu bò ngựa chó mèo chẳng khá sát hại vì chúng đã giúp ích cho ta trong các công việc sinh hoạt hàng ngày và không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ đặng và trong những ngày trai lạc hãy cử hẳn thì cái đoạn cuối ác sát sanh đức thầy đã khẳng định thêm vấn đề này vậy thì khi đức thầy viết ra vấn đề này chúng ta lại nảy sinh các ý khác nữa vậy thì trong các cái sự du ăn uống của chúng ta thì thí dụ mình còn ăn mặn thì chúng ta không được ăn các loài vật trâu bò ngựa chó mèo các loại này đức thầy cho biết rằng đây là các cái loài thú chứ bích cho đời không được giết nó ha, bởi nó là người ơn của ta rồi cái tiếp theo nữa thì đức thầy đưa ra cái hai cái nguyên nhân nguyên nhân đó là sát sanh sát giết có cớ và sát giết vô cớ như vậy thì thế nào là có cớ vậy thì có cớ nó cũng tội ít hơn ít hơn cái cái cái, cái có cớ nó cũng tội ít hơn còn mà nếu chúng ta sát giết mà vô cớ thì tội dữ lắm tức là người ta không làm gì mình mà tự không thì mình giết người ta thì như vậy thì tội rất là nặng bây giờ tội trồng tội đó còn nếu như có cớ thì theo tôi nghĩ rằng nó không đến đổi vậy thì đồng đạo chúng ta xịt sâu, xịt mò để bảo vệ mùa màng, bảo vệ uh, uh, lúa, liếp rau, dân dân hoặc là rẫy bái gì đó, vân vân trồng đậu, trồng bắp gì đó, vân vân thì các yếu tố này thì tôi nghĩ rằng đó là thuộc về có cớ tức là sát ví sát giết sinh vật có cớ bởi vì nó phá mùa màng của mình nếu mình không giết nó thì coi như là chúng ta thất mùa cho nên cũng có một số đồng đạo hiểu sai vấn đề này lại bảo thủ cho rằng hôm nay làm lúa vậy không xịt sâu xịt mò không ốc bu dạ vậy thì vô tình chúng ta nhận định sai là đức thầy mà nói là giết là sát sanh trên không giết nó rồi cuối cùng miếng ruộng của mình thành ổ dịch à, cho nên thì chẳng những hại cho cái đồng à, cái 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 ruộng của mình mà còn hại luôn cả cánh đồng hại cho người những người chung quanh rồi từ đó thì chúng ta thấy rằng ảnh hưởng mùa màng của mình thắt rồi người khác thất nữa ảnh hưởng đến cái kinh tế là những người chung quanh kinh tế nước nhà thì cái tội đó chúng ta gánh không nổi nó nặng lắm à nó liên quan nặng lắm nếu cộng nghiệp chúng ta gánh không nổi vì vậy cho nên mình phải nhận định đúng hôm nay mình là người tại gia mà thầy cũng đã cho biết rằng ta là cư sĩ khánh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành vậy thì chúng ta vừa cài vừa cuốc chúng ta vừa làm nông thì đương nhiên phải có sự sát giết trong đó và sự sát giết này là sát giết có cớ sát giết vì lý do là tạo ra hàng nông sản để cung cấp cho bản thân gia đình và toàn xã hội cho nên theo tôi nghĩ rằng vấn đề này không có sao của gì nếu có tội đi chăng thì định luật bù trừ thì nếu như chúng ta làm ở nông sản này mà mình biết làm từ thiện mình biết uh, tế độ dân nghèo trong lúc túng thì tôi cũng tin chắc rằng giàu rằng có nghiệp nhưng mà cái nghiệp đó nó nó nhẹ bởi vì chúng ta biết làm phước thì công kia với tội trừ qua bớt lợi thì xin thưa rằng không đến đổi không đến đổi ha và cái quan trọng thêm đức thầy dạy là trong những ngày cho lạc cứ hẳn thì cái chúng ta bàn ở tương đối còn mà nếu như tuyệt đối thì trong cái ngày 14 rằm 29 30 thì đây là các ngày cha lạc mà trong các ngày chai lạc là thầy dạy chúng ta cử hẳn là không được giết có cớ vô cớ gì không được giết hết trên đồng đạo còn nhớ những cái vị đóng đái ở trước cửa hòa hảo trong những ngày đầu lập đạo thì khi mà cái buổi thuyết pháp vào cái ngày rằm các vị này đến để nghe thầy thuyết pháp thì thầy nghiêm nghị nói rằng đó thầy hỏi mấy ông có ăn chay mặn thì mấy vị này trả lời dạ thưa thầy con ăn mặn ấy con ăn chay thì thầy nói thôi mấy ông từ đây vì sao ngày rằm mấy ông khỏi ăn chay thầy cho ông ăn mặn thì mấy ông này nói chung là bỡ ngỡ lắm để lóng tay nghe thầy dạy thì thầy nói rằng mấy ông ăn mặn nhưng mấy ông nhớ một điều mấy ông đừng có đóng đáy nữa mấy ông ăn mặn có không không giết được có mấy con cá giết có mấy con à không có sao còn mấy ông đóng đáy mấy ông giết nhiều con quá tội nghiệp đó dữ lắm về về cho nên qua đó thì hôm nay đồng đạo chúng ta có làm ruộng có xịt sâu xịt mò thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta nên tránh các ngày này các cái ngày mà trai lạc này nè thí dụ như mình có dự định xịt sâu xịt mò chúng ta xịt trước đó 12 13 xịt cho rồi, hoặc giả là ráng 16 17. À, chúng ta hạ xịt à, trừ trường hợp bắt rất dịch bệnh nó đến đột ngột quá mà bắt buộc chúng ta phải xịt do nguyên nhân gì bắt buộc lắm thì chúng ta mới có thể là miễn cưỡng, còn nếu tránh được thì đồng đạo nên tránh. Và hơn thế nữa đó, ngoài ở cái vật thô ra thì còn có cái vật tế bên trong, thí à, dụ như các con vi các con vi à, quy khuẩn thì nó rất là nhỏ, mắt thường chúng ta không thấy. Nhiều khi rồi trong cái không khí ở trong nước vẫn có sự sinh sống tồn tại của chúng do đó cho nên chúng ta giàu rằng về mặt thô mình không sát giết nhưng về mặt tế chúng ta vẫn còn phạm vào sát giết chỗ này nè một bước chân của chúng ta giảm nên biết bao nhiêu con côn trùng quý vị con nguy khẩn một hớp nước chúng ta uống vào bụng thì biết bao nhiêu con vi trùng mà đức thầy mà đức phật đã có nói cách đây trên 2.500 năm tức là trong nước có trùng rồi một cái tay chúng ta quơ ra mọi hoạt động hàng ngày biết rằng chúng ta giết bất biết bao nhiêu con sinh vật rồi bây giờ nếu mà đi sâu vào cái chi tiết về cái phần nhiễn này chúng ta tránh phải làm sao? Mà thật ra những cái này đã gọi là phải nói rõ là gần như chúng ta vô tình ngộ sát. Nhưng mà nếu nói luật nhân quả thì gần như ngộ sát hay là cố ý gì thì cũng có nghiệp. Do đó thì theo tôi rút lại vấn đề này cho sát sanh này để hoàn toàn tránh được sát sanh. Từ thô đến tế, từ vật lớn đến vật nhỏ thì đồng đạo chúng ta nên chuyên trì niệm Phật. Bởi vì trong mọi công việc hàng ngày chúng ta cố gắng niệm Phật Trong cái cuộc sống sinh nhai hàng ngày chúng ta cố gắng niệm Phật Thì mỗi câu lục tử chúng ta niệm ra Thì cái công năng như một cái câu thần chú vậy đó Nó vừa độ mình Nó vừa độ muôn loài chúng sinh Thì khi mà chúng ta lỡ sát giết nó Vô tình hay cố ý Vật lớn hay vật nhỏ Mà nếu chúng ta tâm mình đang niệm Phật Thì tôi tin chắc rằng chúng ta đang chú nguyện cho nó Thì nó được quá cái kiếp đau khổ này Thì nó sẽ thác sanh về kiếp tốt lành hơn biết đâu đó là nhân duyên rồi kiếp sau nó lại biết tu hành rồi nó tự tại giải thoát thì cái 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 vấn đề sát giết đó của chúng ta vẫn có phước. Cho nên chi bằng để tránh hoàn toàn cái nghiệp sát này thì đồng đạo nên chuyên tâm niệm Phật. Thì đó là theo cái sự kinh nghiệm chúng tôi, chúng ta nên Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật thì từ từ trong đệ tu chúng ta chúng ta giết được cái nghiệp sát. Thì đó là chúng tôi trình bày thứ nhất là sát sanh. Rồi cái vấn đề thứ hai là đạo tặc. Đạo tặc có nghĩa là trộm cướp gian lừa, vô công lấy của quốc gia của người khác về làm của mình gọi là đạo tặc ác thứ sáu ấy là đạo đạo tặc lấy của người sắm ăn sắm mặt chẳng kể công nước mắt mồ hôi phá lương dân giả dạ luống bòi hồi ngày làm lụng đêm lo gìn giữ trốn pháp lực tập tình đủ thứ nào đào tường phát dách phương đồ tội chập chồng đó biết ở mô trốn người khỏi trốn trời sao khỏi nay đuốc quệ từ bi đã rọi vào thân tâm những kẻ gian phi hãy tu thân chừa thói vô nghị của phi nghĩa làm chi xong diệt luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí con ngài thông thả như vậy thì cái cái hành trạng cái cách giải trừ chúng tôi vừa nhắc lại một đoạn văn vần trong phiến thiện thì chúng ta thấy rất rõ rồi vậy thì cái nguyên nhân sanh đạo tặc thể thầy cho biết rằng bần cùng sanh đạo tặc phải cần là cần phải là một câu sửa mình của kẻ bắt lương vô đạo những kẻ này dẫn dơ đầu đường xó chợ tối kiếm chỗ phát chích đầu tường không làm muốn có ăn không lo muốn có mặt họ là cái 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 số người gọi là cặn bã của xã hội sống ngoài dòng pháp luật trốn nhủi trốn chui phá rối sự ăn của dân chúng vân vân thì đức thầy diễn rất rõ rồi thì gần như thì chúng ta chỉ nương ý đức thầy để mình hiểu rất rõ ở trong vấn đề đạo tặc vậy thì sự đạo tặc này gần như sự trộm cướp gian lừa nó nhan nhản ngoài xã hội gần như nơi ra đâu cũng có hết đa phần là xuất phát từ ở cái sự gọi là cái nhóm người lừa đảo động tức là không làm món quan thay vì của người ta mà mình muốn đem về của mình à, thì đó là cái thứ nhất và cái thứ hai muốn nói ở đây á, cái, cái 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 nguyên nhân thứ hai thì ngoài cái việc cái tác ý của người đó họ muốn chiếm đoạt của mình về làm của riêng họ do một điều kiện nào đó về bản thân họ thì cái thứ hai nữa cũng do ta một phần thứ nhất là tại vì do ta chưng dọn thí dụ giờ mình đi đến lễ hội mà chúng ta đeo vàng vòng nhiều quá rồi hờ hợt thì nhất định bị cái 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 đánh vào ánh mắt của cái bọn tham gian đó thì họ sẽ giật của chúng ta nếu mình không đeo vàng vàng mình giấu để nhà nó đâu có đâu nó giật hoặc giả là nhà cửa của mình thay vì cửa đóng then gài mà chúng ta lại hơn tức là sơ sơ sài cửa sơ xài cho nên tạo một cái kẻ hở cái lỗ hỏng một cái phản trống để cho bọn đạo tặc núp vào đó để rồi họ chiếm đoạt tài sản của chúng ta cho nên chúng tôi nói thêm ở đây thì trong đề đạo tặc này thì đối với bọn trộm cướp gian lừa đó thì gần như là chúng ta cũng có một phần trong đó gì. Nếu mình về tâm lý đó, nếu mà chúng ta chặt chẽ, giữ gìn thì họ muốn chiếm đoạt của chúng ta thì gần như họ cũng khó. Thì từ đó nó sẽ có những cái ngăn cản lại ý đồ của họ. Còn chúng ta dễ dãi quá, chúng ta hờ hợt quá thì tạo cơ hội cho bọn ác nó có một cái cái cái, cái, cái cơ hội để nó làm cái công việc đạo tặc thì chúng ta cũng vừa mắc của mà lại vừa phải nói rõ là tội gọi là tội liên quan thì nó không hết như vậy thì ác đạo tặc này xã hội thì chúng ta thấy là muôn màu rồi nó có rất là nhiều à cho nên thì bây giờ mình là người tu thì theo tôi nghĩ rằng là chúng ta không có chuyện này rồi đó không có cái chuyện mà đạo tặc mà trộm cướp một cách trắng trợn tuy nhiên xã hội nó cũng có những cái không trộm cướp trắng trợn mà có những cái trộm cướp phải nói rõ là một cách hết sức là khôn ngoan ta gọi là trộm cướp mà có khoa học đó gì đạo tặc có khoa học như vậy thì đạo tặc có vào học thường thường nó xuất phát từ cái người người giàu. Bởi vì chúng ta nghĩ là người nghèo mới là phạm đạo tặc. Nhưng mà chúng ta đừng nhầm. Ngoài việc người nghèo phạm đạo tặc ra, ngoài cái việc bằng cùng sanh đạo tặc đây là cái chuyện chung xã hội. Thì bên cạnh đó sợ loài người chúng ta cũng có những người giàu họ vẫn đạo tặc. Bởi vì của dương dương, dương thế góp tôm bảo thủ, họ giàu họ thấy đâu có đủ đâu, họ vẫn còn thiếu thốn. Trong tư tưởng của họ họ thấy họ vẫn còn thiếu thốn cho nên họ vẫn phạm đạo tặc. Thí dụ như bây giờ tôi giả sử một cái người này rất là giàu Trong nhà mướn rất là nhiều công nhân Thì đáng lẽ ra thì đối với gặp một cái đối tượng này Một người này nghèo khổ lắm Thì theo cái mặt bằng cái cái lương hiện tại họ thuê là một người vậy một tháng 10 triệu Nhưng thấy người này nghèo quá khổ quá trong giấy lúc này không có cơ sở làm ăn nữa Không có cái, cái, nơi nương tựa cho nên họ ém giá Họ nói thôi bây giờ tôi mướn anh một ngày tháng Vậy là 5 triệu 6 triệu đó anh làm không Làm thì tôi thế không làm thì thôi thì bây giờ người này khổ bắt buộc phải phải phải, phải chấp nhận thì như vậy thì cái 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 số mà à, thay vì mướn người ta 10 triệu mướn người này 6 triệu thì họ lời là 4 triệu thì 4 triệu đó à, họ vui họ nói rằng đó, họ thích chí họ nói rằng họ biết tính toán nhưng không ngờ lại đó là 4 triệu đó là họ đạo tặc người ta đó họ đem về cho họ đạo tặc cái công sức lao động của cái, cái 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 cái, người công nhân của mình à, cho nên cái này nó nó rất là tội rất là tội rồi hơn thế nữa cũng có những cái gì à, chủ gia tính toán kẻ ăn người ở bằng cái tức là đạo tặc cái 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 ngày công lao động đạo tặc giờ lao động đó thí dụ như một ngày thì quân bình làm 8 tiếng thì trong 8 tiếng đó thí dụ như người ta cộng luôn ngày ăn à, tiếng giờ thời gian ăn còn đằng này đôi khi rồi mình thì mình lại trừ ra thời gian ăn 8 tiếng mà tính ra thì 9 tiếng 10 tiếng gì đó thì vậy thì cũng là gọi là đạo tặc cái thời gian à, cái của người giàu như vậy thì cái người nghèo và người giàu phạm đạo tặc chúng ta còn có thể chấp nhận được coi còn được đồng thời bên cạnh đó người tu chúng ta lại phạm vào đạo tặc thì cái vấn đề này rất là khó coi là kính đồng đạo như vậy thì thế nào gọi là người tu phạm đạo tặc thì cho nên ở đây muốn nói là nó rơi vào cái chỗ gọi là lợi dụng đó tức là lợi dụng lòng tin người khác mình là cái người đang làm từ thiện rất là nổi danh nên người ta thấy mình làm từ thiện cái đầu người ta mới gửi gắm cho mình gửi mình 5 triệu 3 triệu gì đó thí dụ bây giờ tôi giả sử chúng ta chuẩn bị cắt một cái nhà cho cái người nghèo ở xóm trên thì ước lượng là tiền ton với tiền uh, sắt đó, sờ gồ đó thì khoảng 30 triệu, chúng ta mới vận động. Thì đến anh này, anh này đưa 5 triệu, người kia người kia đưa 10 triệu, người nọ đưa 3 triệu thì tổng cộng khoảng 5 6 người là đủ 30 triệu rồi. Thì đến người thứ bảy, thứ tám đóng góp thêm thì đôi khi chúng ta vì cái lòng tham mình nói mình cũng im du luôn, người ta đưa thì mình nhận. Cái mình nói bụng thôi giờ làm không hết thì mình làm việc khác. Thì đến khi mà các nhà thì tổng số người ta đóng góp khoảng 50 triệu. Trong khi đó thì chúng ta chỉ làm căn nhà này nó chỉ chi phí hết thì khoảng 30. chục à, nhiều gì thì 32 33 triệu là thêm cái tiền ăn lặt vặt này kia đó. Thì cuối cùng số còn lại thì mình lại biện lý là để mình làm công tác từ thiện khác. À, tuy nhiên khi tiền trong túi mình thì lúc đó nó khác. À, cho đó thì cái tiền này nó sẽ cung phụng vào cái chuyện khác. Cái mình lại liền lý do nữa thôi lấy tiền để mua cái điện thoại. Với điện thoại này mình cũng là, là làm trong việc đạo nè. Nhưng không ngờ chúng ta lấy tiền để mua điện thoại là chúng ta đã phạm đạo tặc rồi đồng tiền người ta đóng góp cho mình là làm công tác từ thiện thì mình phải làm công tác từ thiện. Trừ khi nào người ta cho mình vào là công việc khác thì làm việc khác lần này mình lấy tiền từ thiện mình mua cái vật trang trải riêng cho bản thân mình thì cái đó phạm đạo tật. À, cho nên thì tôi cũng thường nhắc nhở với anh em trong ban từ thiện các vị mà có uy tín được đồng đạo người ta tín nhiệm, Người ta gửi gắm thì chúng ta phải cố gắng làm thế nào đó mà cho nó đúng với cái vai trò, chức trách của mình. Người ta gửi tiền vào đây để cho mình làm từ thiện thì chúng ta phải làm cho nó trọn có gì vậy thì phước cùng hưởng còn nếu chúng ta làm không trọn làm không hết số tiền người ta gửi làm một phần một phần bỏ túi riêng một phần chúng ta là là, là, là sử dụng vào mục đích khác thì xin thưa rằng lúc bây giờ phước không xin mà xin cái nghiệp cho nên cái nghiệp nó nặng lắm cái gì à? nếu mà phạm vào đạo tặc đó của mà vô công đó không phải của mình mà đem về làm của mình đó, thì cái tương lai chúng ta bị đỏ lắm tương lai chúng ta mang lông độ sừng đó để đền trả là đó cái kiếp con trâu con bò đó thì nó xuất phát ở tiền kiếp nó cũng là những cái vấn đề mình nợ người ta thế này thế khác nè cho nên kiếp này mang kiếp cái kiếp mang lông đồ sừng để định trả đó mà đức phật đã dạy rằng cái hạt cơm của đàn na thí chủ nặng hơn cái hàng hàng núi tu di đó nên chúng ta đừng dễ ngươi mình phải cố gắng thì đó là chúng tôi cũng xin nói thêm về đạo tặc như vậy thì cách giải trừ đạo tặc cái yếu tố đầu tiên mà đức thầy dạy chúng ta thì phải chúng ta phải chấp nhận cái sự nghèo khổ và chúng ta phải cần kiệm làm ăn tức là mình đừng có mong cầu của người, của, của, người khác đừng mong cầu giàu sáng mình phải chấp nhận cái hiện tại và quan trọng chúng ta không lười lao động cơ hàng đói khó thay gì phải lo làm lụng những kẻ khác mua cuộc sống còn thì vậy thì chúng ta nghèo nhưng mình phải cố gắng là cần kiệm xúc sáng của làm ăn thì tôi tin chắc rằng mình sẽ không có còn cái cái tâm đạo tặc bởi vì chúng ta có làm ăn mình mới quý trọng tiền của mà khi mình có làm ăn, mình quý trọng tiền của rồi, quý trọng vật dụng. Thì giả sử mình mua, muốn mua được cái tivi mình phải làm chắc ngót 5, 3 tháng, 1, 2 năm, ba tháng, một, hai năm mới đủ tiền mua được cái tivi Cho nên khi có món đồ này rồi, mình quý lắm. Mình không có về dám ăn cắp của người ta. Quý trọng lắm. Cho nên thì phải nói rõ là chính vì cái lý do đó mà thường thường cái người phạm đạo tạc là cái người lừa đo động. Cho nên chúng ta ngược lại mình phải siêng năng, phải lo đo động và chấp nhận cái cảnh an phận, gọi là thà nghèo thanh hơn già mà trượt đó. Chúng ta chấp nhận cảnh nghèo nhưng mà lại trong sạch. Bởi vì thật ra thì giàu sang cái nước trên nguồn Gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ thôi Đồng tiền mà tạo ra bắt chánh Đồng tiền mà tạo ra ở vấn đề đạo tặc Vấn đề tà nghiệp thì xin thưa không bền Nó không hết ha Do đó là cái yếu tố đầu tiên chúng ta thực hiện như vậy Yếu tố thứ hai nữa chúng ta phải tin sâu luật nhân quả Tức là nhân nào Gieo nhân nào gặp quả nấy Hôm nay chúng ta đạo tặc Đem gì về mình rồi thì mai mốt chúng ta vướng một bệnh đau Hoặc là mình bị một cái 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 tai nạn đó Thì tiền cổ này nó nó không còn cái gì phải nói gọn à, điều này thì nhan nhãn trên xã hội à. mà đặc biệt chúng ta thiếu một trả mười theo tinh thần nhân quả vì cho nên đức thầy mới diễn luận thêm là lưới thời lưới trời ti thưa nhưng khó lọt à, Xong luật lực hình à, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt những cái ấy giàu họ không bị lực hình của loài người phân xử Xong cơ trời cũng sẽ báo ứng đến hành vi đang tối của họ cho nên thì chúng ta phải tin sâu luật nhân quả à, tức là trốn không khỏi đâu nhiều khi mình lách luật mình trốn ông a chị b được để mình à, lợi dụng mình chiếm hữu riêng một số tài sản một số vật chất cái đó thì chúng ta trốn tránh được tránh né được giữa con người thế gian nhưng mà xin thưa đối với trời phật thì ông thấy như ban ngày nội mà lưỡng thần ghi chép liên miên thôi nội tờ nào, nào tội nào phước với miệng trần gian mà thầy đã dạy thì hai vị thần ở bên hai cái dây chúng ta ghi chép những cái tội nghiệp của mình thì xin thưa là chúng ta trốn không được cho đó thì chúng ta phải nhận định đúng vấn đề ở chỗ này rồi bên cả đức thầy dạy thêm là luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai vậy cho nên là là, là chúng ta vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày thông thả thì chúng ta cứ bền chí làm việc lành việc phải cái gì của mình là của mình gì của người khác là của kẻ khác thì như vậy là chúng ta đã gieo nhận lành thì hạ tất gì chúng ta hưởng cái quả à, quả dữ ở mai hậu và cái thứ ba nữa để giải trừ ác đạo tật, thì đồng đạo chúng ta phải sửa tánh tu thân bỏ thói vô vô nghị lánh điều phi nghĩa mà thầy giải nghĩa là chúng ta phải tu phải trao sửa thân tâm mình phải dẹp bỏ hết những cái điều này là, là điều phi nghĩa là cái gì điều phi đạo đức đó, phi những nghĩa phi đạo đức thì không có trong đời tu chúng ta à, thì đó là chúng tôi cũng đưa ra ba cái yếu tố à, để chúng ta giải trừ đạo tật rồi mình đến cái ác à, sau cùng tức là ác tà dâm ở trong cái phần tội lỗi sẽ thân gây ra vậy thì tà dâm là gì tà dâm nghĩa là quan hệ bất chánh với người khác không trong không phải là vợ chồng chính thức tại tài dâm mà đức thầy đã diễn biến cái đã dạy cái hành trạng của tài dâm là ác tà dâm thứ năm càng tệ chúa hôn mê chiếm đoạt thế thần làm đảo quyền tất cả quốc dân tôi bắt chánh hoàng cung dâm loạn tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng từ xưa nay trời đất đâu dung giàu của nhiều dâm hiếp bằng cùng quan ỷ thế dâm ô dân khó thì đức thầy đã giải rất rõ về cái tà dâm cái hành trạng của nó trong khuyến thiện và hơn thế nữa thì trong tôn chỉ hành đạo thầy còn dạy rất rõ. Muôn việc lành hiếu thượng đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Sách sử thường bảo như thế. Như vậy thì ác tà dâm này là đứng đầu trong các việc dữ. Kính thưa đồng đạo không phải là đơn giản. Chúng ta thấy vậy nó đứng đầu trong các việc ác đó. Bởi vì cái việc này không có giết chóc ai, không có đổ máu, không có ảnh hưởng gì lắm. về cái đau đớn về xác thể tuy nhiên nếu nói về phần tâm lý đó thì cái ác này là đứng đầu trong các tội ác Tại sao đứng đầu? Bởi vì ác này, cái thứ nhất là cái người tu chúng ta khó vượt vật ái này quý vị. Từ xưa đến nay, cái người trí nè, những cái anh tài à, ra trận địa, nhưng mà khó có vượt ái mỹ nhân. Và đồng thời thì trong cộng đồng đồng đạo chúng ta cũng vậy. À, đôi khi có những người tu rất là cao, trường trai giữ giới rất cao, nhưng mà cái gì cũng hay hết. Nhưng mà ngược lại khi mà vướng vào ác này rồi thì nhiều khi chúng ta mắc phải. Cho nên hảo nào đứng đầu trong các điều ác là vậy, và nó cái hệ quả của nó tạo ra thì xin thưa rằng đó, nó, nó nó cái nghiệp nó nặng dữ lắm mà đức thầy lại đưa ra cái hình ảnh của dương tức là của vua tề với vợ thôi tử an lộc sơn với dương quý phi há còn há chẳng đệ tức là há còn lưu ly hậu thế thì đức thầy đưa ra à, hai cái tình tiết này để thấy rõ rằng đây là những cái tài dâm cho nên hôm nay chúng ta cũng có thể hiểu thêm về hai cái điển tích này để mình thấy rõ hơn về lời dạy đức thầy như vậy thì cái thứ nhất thì viết cái vấn đề vua tề với vợ thôi tử thì cái điển tích này xuất phát vào cái thời tức là xuân thu tức là ông vua tề đây, tức là tề trang công cái gì à, thôi tử còn có gọi tên là thôi trữ đó tức là tề tướng của tể tướng tức là của tức là của tề trang công thì lúc bây giờ thì thôi tử có một cái người vợ tên là đường khương thì có sách là đường cơ đó một người vợ rất là đẹp vậy cho nên khi mà đến tới lui với nhau với vua với giữa vua và tể tướng đó thì lúc bây giờ vua đường trang công thấy vợ của thôi tử đẹp quá cho nên mới xin cái lòng đắm chìm tủ sắt và từ đó thì hai người có cái sự thông dâm qua lại với nhau thông dâm lại với nhau thì lúc đầu thì lén lút rồi sau đó có những cái gần như chúng ta nói gọn là kim mà để trong túi nó vẫn là giấu trong túi nên có nó có ngại lọt không ngoài cái chuyện không tốt rồi sớm muộn nó cũng phải xì đó ngoài trên lúc bây giờ thì à, quan tể tướng à, thôi tử là biết là giữa vua và vợ của mình đã gian dâm với nhau rồi trên lúc bây giờ ông mới lập cái kế là giả bệnh thì khi mà vua nghe thôi tử bệnh mừng lắm đến thăm nhưng kỳ thật ra nói đó là cái lý thôi thật ra đến là thăm là thăm vợ của của thôi tử thì khi đến thăm thì khi mà vào phủ xong lúc bây giờ thì thôi tử đã chuẩn bị sẵn rồi nào là gươm giáo nào là quân sĩ bao vây tứ phía nào là cung tên và cuối cùng thì khi lúc bây giờ thì uh, Tề trang công vào đây thì bị trúng kế và bị bốn bốn phương quân sĩ đổ ra và dùng dao dùng cung tên và bắn chết vua tài và lúc bây giờ thì thôi tử lập cái người khác lên làm vua kính thưa đồng đạo như vậy thì cái uh, mẫu chuyện này ý muốn nói vua có tam cung lục diện vua có rất là nhiều cung phi mỹ nữ nhưng mà vì cái, cái cái cái, cái lòng tà dâm nổi lên là không biết đủ không còn nghĩ đến mù quá không nghĩ đến đạo quân thần bởi vì thật ra là tề à, tề trăng công là phải nói rõ là rất là mang ơn tể tướng thôi tử nhờ có tể tướng thôi tử à, tức là tề tăng công mới được lên làm vua à, cho nên thì đáng lẽ cái ơn này nó lớn lắm nó trọng lắm dù rằng là quân thần nhưng mà phải nói rõ đây là người ơn của mình mình thì thiếu gì tam cung lục diện hà tất gì vì, vì một cái cái cô gái này lại là vợ của người ơn của mình là vợ quan tể tướng cái người phải nói là bảo vệ cái gian sang này nhưng mà ngài vì cái tối tâm vì cái sự tà dâm nổi lên nên bất chấp và đồng thời cái thứ hai ý thầy muốn nhắc là cái hệ quả là nhân quả nó đi liền với nhau chính vì cái nhân là một kẻ bất nghĩa tức là một cái kẻ bất bất nghĩa với cái đạo quân thần nó nói góc độ nào đó là người ơn nhưng cuối cùng quên hết và cái kết quả sau cùng chính vì cái sự kiện đó mà ông phải chết một vị vua phải chết vì cái 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 sự à, phải nói là đối xử nó sai nó lệch cho nên phải chết à, cái quả liền do đó phạm vào tài dâm thì phải chết liền trong cái thời gian à, ngắn nhất trong thời gian kéo dài phải vài tháng đó chứ không có không lâu lắm thì phải nói rõ là đấy là nhân với quả nó đôi với nhau mà đức thầy đã xác định đây là việc đứng đầu việc ác rồi cái sự kiện thứ hai là của dương quý phi nói đúng thì tên của bà là dương ngọc hoàng còn gọi là dương Thái chân à, quý phi là khi được à, vua đường quyền tôn à, đưa lên à, để làm quý phi thì à, lúc đó thì bà mới có cái biệt danh là dương quý phi thì à, theo nhiều à, sách sử có ghi chép đó quý vị thì nó cũng có những cái mà chúng ta cũng phải suy nghĩ Này, có sách lại ghi chép rằng á, là à, đường quyền à, dương ngọc hoàng tức là dương thái chân đó à, là tức là vợ của thái tử rồi sau đó đường quyền tôn mới thấy xinh đẹp quá là con dấu rồi chiếm đoạt về làm quý phi có sách riêng vậy nhưng vấn đề này thì tôi cũng chưa có tìm hiểu kỹ lắm thì gần như nó cũng có những sách có sách không thôi này chúng ta không bàn mình chỉ nhắc vậy thôi và cái yếu tố mà mình muốn bàn ở đây là giữa dương quý phi nàng có một nhan sắc rất đẹp nàng còn gọi là một trong tứ đại mỹ nhân đó mà cái biệt hiệu của dương quý phi dương thái chân nó gọi là tu qua tức là qua nhường đó trong tứ đại nguyên nhân mỹ nhân của Trung Quốc lúc bây giờ và cái tình tiết của An Lộc Sơn cái này là cái chúng ta đáng bàn đó An Lộc Sơn là một vị quan gọi là tiết độ sứ gần như nắm giữ binh quyền là một phần ba của vùng đất Trung Hoa lúc bây giờ vào cái thời của Đường Quyền Tông tức là Đường Minh Hoàng đó Đường Quyền đường, đường Quyền Tôn tức là Đường Minh Hoàng thì đặc biệt một điều đó thì giữa cái mối quan hệ giữa Dương Thái Trân và An Lộc Sơn thì chúng ta biết rằng cái mối quan hệ gọi là, là mẹ con. Tức là dưỡng dưỡng tử với là là mẹ nuôi, có nghĩa là tức là Dương Quý Phi là mẹ nuôi của An Lộc Sơn. Vậy thì từ ở chỗ mẹ nuôi nè và con nè, gần gũi với nhau và cuối cùng thì họ vượt rào, họ bẻ cái lễ giáo này và họ thông dâm với nhau. Cái này cả chúng ta mới mới đang bàn mà Đức Thầy đưa ra vấn đề để chúng ta thấy rõ. Họ thông thông dâm với nhau tức là họ bẻ gãy cái lễ giáo. Mẹ con thông dâm với nhau và từ chỗ thông dâm với nhau mới có một cái kết cuộc bởi vì an lộc sơn đang nắm giữ binh quyền phải nói rõ là rất là mạnh lúc bây giờ cho nên cuối cùng thì vì muốn là, là sở hữu được người đẹp trọn vẹn cho nên đứng lên tạo phản à, và cuối cùng thì à, lúc bây giờ thì đường quyền tông và hai chân mới là giống như lánh nạn và với một cái sự kêu gọi của ba quân tướng sĩ và lòng dân phải giết dương hay dương thái chân để à, giống như là để đền tội bởi vì những cái, cái 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 chiến cuộc xảy ra những cái sự đổ vỡ trong đất nước lúc lúc bây giờ thì phải nói cái cái bàn tay của đường đường Thái Trân à, tức là cái bàn tay của Dương Thái Trân là cái nguyên nhân chính bởi vì à, đường Minh Hoàng say mê sắc đẹp của Thái Trân, bỏ việc binh mã triều chính thì mới có cơ hội à, để cho tiết độ sứ An Lộc Sơn à, mưu phản. Cho nên thì cuối cùng thì cái kết quả sau cùng thì Dương Thái Dương Thái Trân phải kết liễu đội mình thì cái thông đạo như vậy thì qua mẫu chuyện này ý đức thầy muốn cho chúng ta biết một cái thông điệp về tà dâm tức là khi cái lòng dâm nó nổi lên rồi sự ham muốn nổi lên rồi thì gần như là họ vượt cái cái dòng lễ giáo tình mẹ con tức là mẹ nuôi và dưỡng tử à, thế mà họ vẫn thông dâm với nhau và cuối cùng cái kết cuộc thì một người à, thì tiến sáu ngàn đời vì phạm vào tội quân thần và một người cuối cùng phải tự dẫn chết nó không hết thế nên thì đó là cái nguyên nhân cái cái hành trạng của ác tà dâm mà đức thầy đã dạy chúng tôi cũng xin đơn cử như vậy như vậy thì cái yếu tố giờ này trong con đường tu thì chúng ta phải giải trừ cái ác này như thế nào thì kính thưa đồng đạo cái thứ nhất muốn giải trừ ác tà dâm thì chúng ta phải noi theo gương xưa bắt chước gương xưa tức là chúng ta phải noi theo gương xưa bắt chước gương xưa để chúng ta noi theo gương xưa để mình rèn luyện cái gọi là hiếu trung chinh tiết đó tấm lòng hiếu trung chinh, chinh tiết và hơn thế nữa chúng ta nghe là được thầy dạy Trai liều lĩnh điều này nên bỏ Đừng phá trinh hại tiết nữ nhân Gái lẫn lơ tiếng quyển lờ đờn Qua có chủ đà bồng tình mới Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi Bỏ những điều điếm nhục tông môn Đấng nam nhi học lấy điều khôn Lòng trung hiếu dình theo đạo lý Hàng phụ nữ gương xưa nói chí Những mẹ hiền dâu thảo đối truyền Niệm Phật mà cái lấy thuyện viên Cái đẹp mặt tổ tiên nội giống Như vậy thì cái thứ hai Trong cái vấn đề để cái thứ nhất để giải trừ là chúng ta phải noi bắt chước gương xưa tức là trao dồi lòng hiếu trung chinh tiết à, để mà chúng ta à, chúng ta à, trừ các tà dâm tức là mình phải biết dình dục vọng lòng tà đừng chiều theo nó vậy mà hư thân và cái thứ hai nữa theo lời thầy dạy thì để trừ đức đoạn tiệc hoàn toàn ác tà dâm này thì chúng ta phải niệm phật phải niệm phật cái gì ạ? phải niệm phật bởi vì khi cái lòng nó khởi lên trong sự bắt chánh thì chỉ có nam môi đọc Phật chỉ có câu lục tự thôi. Cho nên thầy mới dạy là niệm Phật mà cái lấy thuyền viên Cái đẹp mặt tổ tiên nội dốc Vậy thì chúng ta phải niệm Phật mới trừ dứt được vấn đề này. Có nghĩa là lòng chúng ta phải lúc nào sống trong chánh pháp. Mà đức thầy cho biết rằng đó, đức thầy dạy trong quyển phiến thiện đó, nghe rành chánh pháp thoát tài dâm. Vậy thì muốn trừ tài dâm thì ngoài cái việc chúng ta điêu luyện một khối tinh thần cho nó mạnh mẽ, không chạy theo dục vọng lòng tà sự ham muốn thì bên cạnh đó mình phải là cái người phải nói rõ là phải là cái người sống trong thiền định chúng ta phải sống trong chánh pháp phải chuyên trì niệm phật như vậy thì mới thoát khỏi tài dâm bởi vì khi mình sống trong chánh pháp khi chúng ta chuyên trì niệm phật thì lòng chúng ta lúc nào cũng chân chánh lúc nào cũng sáng mà lòng sáng lòng chân chánh thì tôi tin chắc rằng mình không có rơi vào các vấn đề này à, nhất là thời buổi sọ ngày nay chúng ta thấy rõ là ngày nay mình đang sống trong thời buổi này gọi là băng hoại cái câu luân lý cái lễ giáo thì xin thưa rằng người đời nai ít có ít có giữ vậy. người xưa nó khác cách đây khoảng vài thập niên khác thì chúng ta thấy rõ nhất là phụ nữ mà khi có chồng rồi thì gần như giàu sống cảnh khổ có nào người ta cũng chấp nhận khi mà cái người chồng mà lấy cô nào rồi thì giàu đàn vợ mình như thế nào mình cũng chấp nhận nhưng mà ngày giờ này nó khác rồi ạ. bởi vì đời văn minh và cắt bỏ gương gương xưa mà nghiệp tổ tiên con cháu dạy bừa học thói mới lăn lòn theo sở dục mà đức thầy đã thông cáo với ông trao lời cùng ông táo rồi vì vậy cho nên ngài mới cho biết rằng thần gắng sức ra công phiến dỗ dình thuần phong mỹ tục của đồng tiên tập ở ăn theo nết thánh hiền lòng tu tỉnh dòm phật tiên nói chí chúng ta phải học tập theo cái gương hạnh để thấy một xã hội băng hoại lúc bây giờ vì vậy cho nên giờ này vấn đề này thì xã hội người ta xem nhẹ lắm cưới nhau sống với nhau một hai mặt con chỉ cần có một hai vấn đề gì không hài lòng với nhau thì họ sẵn sàng ly dị hoặc giả dạ họ không cần ly dị họ vẫn tìm kiếm thêm họ gian dâm với vợ người khác họ gian dâm với người khác à, tức là do cái điều kiện là không gần gũi với gia đình họ đi làm ăn xa gì đó thì họ có điều kiện có tiền thì họ sẵn sàng họ làm những cái việc tà dâm à, họ bất chấp hậu quả bất chấp nghiệp chướng thì đó là chúng ta nói cái xã hội phê bình cái xã hội thực tế như vậy thì nó có rất là nhiều cái tình tiết xảy ra tuy nhiên chúng ta là người tu thì theo là đức thầy dạy thì mình phải chuyên trì niệm phật phải giữ gìn chánh pháp thì tôi tin chắc rằng giàu ở một hoàn cảnh nào giàu chúng ta thật nhiều tiền giàu ở một hoàn cảnh xa nhà thì mình cũng cố gắng giữ được là một cái người trung trinh tiết liệt trai trung liệt đáng trai hiền thảo gái tiết trinh với gái nam trào mà đức thầy dạy thì nó không hết thì có như vậy chúng ta mới xứng đáng là tín đồ đức thầy có như vậy chúng ta mới hoàn toàn không còn gây nghiệp cái đứa đồng đạo như vậy thì trở lại tội lỗi sát thân gây ra nó gồm sát sanh đạo tặc tài dâm mà khi chúng ta luận bàn lời đức thầy nhất là cách giải trừ thực hiện đến đây thì hành giả gần như cái thân mình nó nhẹ gọi là nhẹ mình tức là siêu thân nhẹ tách đường mây lúc bây giờ thân chúng ta nhẹ bởi vì mình không sát sanh không đạo tặc không tài dâm thì chúng ta không còn gây nghiệp ở thân rồi thì khi thân này không gây nghiệp thì chúng ta nhẹ à, trên đường tu chúng ta <laughs> đã đi được một cái đoạn đường rồi hanh thông đoạn đường rồi à, cho nên mong rằng ngoài cái đoạn đường ở sát thân này ra thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu thêm về cái khẩu và ý của mình để đi trọn vẹn con đường cho nên hôm nay là tín đồ đọc phật giáo hòa hảo à, cũng như cộng đồng xã hội mà nếu mà chúng ta thực hiện được cái thân nghiệp tức là giải trừ à, sát đạo dâm tức là sát sanh đạo tật tài dâm thì hiện tại cuộc sống chúng ta sẽ ấm no hạnh phúc không có còn cái sự giết chóc cũng không có còn cái sự phải nói rõ là trộm cướp gian lừa giống như cái thầy dạy là thở xưa thời buổi thứ yêu đó thái bình thận trị mến yêu kháng tinh vào giai đoạn đó thì gần như của để ngoài đường không ai nhặt nhà không đóng cửa không có trộm cướp gì cả thì sống cuộc đời gọi là thái hòa thạnh trị thì rất là tốt đẹp và hơn thế nữa xã hội này sẽ rất là tốt đẹp khi mọi con người giữ được một cái nền luân lý một cái lễ nghĩa họ tôn trọng cái lễ nghĩa họ không phạm vào không có chà đạp cái lễ nghĩa để giữ gìn cái nền luân lý ở trong cuộc sống loài người luân lý con người nó khác với các loài động vật khác thì như vậy sọ này sẽ tốt đẹp sẽ hành thông và mọi con người đến chỗ hạnh phúc và trở về con đường đạo nếu như một con người thực hiện đúng lời đức thầy không phạm vào ác đạo sát đạo dâm thì hiện tại chúng ta không gây nghiệp và tương lai thì chúng ta hoàn thành nhân đạo và tấn triển con đường Phật đạo à, đúng cái câu mà đức thầy đã dạy là à, tức là nợ thế âu toan tròn nợ thế à, đường tu sớm liệu đã dạng đường tu hay hoặc là ráng tu nhân đạo cho trò tròn mấy hay thì, kính thưa quý vị, thì à, vừa qua cũng hơn một giờ đồng hồ, thì chúng tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình à, trình bày qua cái chuyên đề à, về thân nghiệp, à, một trong ba cái nghiệp à, của tam nghiệp và ba điều ác à, trong 10 điều ác mà đức thầy đã dạy. thì à, trong quá trình trao đổi không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý vị niệm tình lượng thứ và bổ phiếu thêm à, cuối cùng à, trước khi đổi diễn đàn thì chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, cảm ơn quý ban trị sự có lời mời và cảm ơn À, tất cả quý anh em trong ban tiếp tân à, cũng như à, quý vị à, trong ban hậu cần trong ngày hôm nay. Thì cuối cùng chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta à, tinh tấn tu hành, à, cố gắng làm chủ thân tâm của mình, à, cố gắng đừng để cho cái à, những cái hành động à, sát sanh đạo tặc tại giam nó dẫn dắt mình, chúng ta phải luôn luôn là trong cái thế thượng phong, luôn luôn chúng ta à, tự tức là chúng ta luôn luôn chúng ta phải chủ động để phòng tránh cho đừng có sống ở thủ động, à, chúng ta cũng đừng để làm ta sai cho nó, à, để rồi linh hồn chúng ta phải khổ thì cũng à, cầu xin, nguyện cầu Đức Phật, Đức Thầy gia hộ chúng ta được cái tâm thanh tịnh, có một cái trí sáng để mình nhận định đúng, để thực hiện, để đi đến cái chỗ hoàn toàn rốt ráo giải thoát đúng với câu mà Đức Thầy dạy à, trong chúng sanh nghĩ tận đu đầu về cực lạc, mới là hết khổ. À, xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.